Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay mình có một cuộc đi tỉnh anh em ạ. Chở một bạn đi 2 chiều. Giờ mình đang đi đón bạn ý ở chỗ đâu nhỉ? Tỉnh An Dương, chỗ gần cầu Nhật Tân anh em. Giờ mình sẽ lên đây đón bạn hẹn 10 giờ, bây giờ là 9 giờ 20 rồi. Mình đến đặt rồi. Mình chờ bạn ấy đến một chiều đó bạn về. Bạn ấy đi phố nối anh em ạ. Khi đi ra mua gì ăn đã nhỉ? Mua gì ăn sáng đã anh em, mua đã ăn sáng đâu? Mua bánh giò vậy. Ăn mua dễ nhé. Được, chợ đông quá anh em ơi, đông quá, đông quá. Cái này cháo hay chè được? Cái này cháo. Bao tiền cốc đấy? 10.000 cả đường, cháu thích ăn đường hay ăn cháo? Cháu không ăn đường đâu, ăn tôi cho cháu đường được. Ừ, không thì cháu ăn đậu cũng được. Dạ. Anh biết bảo là cháu cái này ăn đậu cái cái. Cái này hả? Cái đường được rồi. Ăn cái ăn. Cháu vào về mà giờ nó nhạt không có ăn thì cháu ăn mấy đường. Miếng thịt đấy chị. Dễ ăn ăn à? Vâng. Này nắng quá anh em ơi, không lùi như em trước lại nắng. Hello, xin chào. Nay đi nhậu à? Cứ làm đi thoải mái đi. Bố mẹ rồi đi làm à? Không phải nước đâu, cứ lên ấy. Có nước rồi, tôi có bình nước rồi, không uống đâu. Cà phê bếp tao đi ạ. Ủa. Đấy, có mũ a ha đấy. Giờ này có xuống thời không? Cháu đi các ạ. Dạ, gọi có xuống thời không? Đối tác ơi. Nhưng mà hôm nay nó lại không ra nên là thôi, không đi xuống nhà nữa, đi ra ngồi với ông chủ xe thì nữa. Hôm qua chốt đơn 800 tấn, ông cứ gọi xuống, có vấn đề gì ở thôi cứ xuống đi, anh em mình nói trên điện thoại nó không tiện. Giờ này vẫn là thép à? Ừ. Tôi làm cả xe mà, xe chạy cả vận tải mà. Nghĩa là ai cần chở là mình cũng có xe để chở cho người ta. Ừ, thì chủ yếu tôi chở thép thôi. À, chở thép. Nếu chở thép với cả chở gạch kia.
có mẹ được. Thế quyết định lấy vợ chưa? Chưa. Đang định mở thêm cái công ty nữa để làm xe. Mình đây nhờ, đúng rồi, chúng người thành công có lối đi riêng á. Thành công gì? Khó khăn lắm. Bán thép đợt này vốn bỏ ra nhiều quá. Nên là tôi muốn dừng lại để làm sang vận tải, vốn bỏ ra ít hơn. Lại nó ít hơn thôi nhưng mà vốn bỏ ra ít đỡ. Thép bỏ ra vốn nhiều tiền quá. Bỏ nhiều đấy ạ. Hả? Bỏ nhiều đấy ạ. Thép thì chân chân mà lần lối nó chắc chắn rồi. Làm gì đấy? Đó, thằng Minh. Đấy? Thằng Minh hay sao chứ? Hả? Thằng Minh. Bảo ông ấy chứ? Đâu, tôi ở nhà đi làm đâu. Tối mới chạy đâu. Nãy là tôi vừa mới về, lên từ Đan Phượng về. Sáng á? Từ Đan Phượng về. Cưới chưa đây? À, sao lại cưới đấy? Chồng gần lâu. Lo kiếm tiền chứ không? Bố mẹ già cả rồi. Không chờ hết vào mình chết. Các bạn là nhà ông là hai anh em. Đây là chưa ai lấy vợ đấy, cũng hơi sốt ruột thôi. Nhưng nếu mà một người là lấy rồi thì bố mẹ này không được. Nắng nhá. Mẹ, ông chạy xe nhảy nắng mẹ chết mệt đúng không? Chạy tập trung rồi. Yếu tập phải tập thể dục ấy, chạy bộ suốt. Chạy là còn về không kiểu người nó béo luôn, yếu quá. Chạy ở trên cầu thì sao đảo này chạy đâu? Chạy ở Võ Trí Công ấy. À đúng rồi. Công ty không có đội bóng ạ? Công ty không. Công ty tôi mẹ chỉ bán hàng thôi. Không thể thao chứ nhỉ? Hả? Không thể thao bóng bánh nhỉ? Không, chỉ bán hàng. Có hàng ấy, cả đi làm thôi, chả hoạt động gì đâu. Đến nghỉ mát này toàn cho anh em tiền với nhau, chứ bây giờ gọi đi thì mẹ vẫn không phải bán hàng chứ đi bỏ bê sao được. Bỏ bê thế chết. Nghĩa là anh em nhân viên là vẫn cho đi bình thường nhưng mà lại ở cái này nhà. Ra đây đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ông rẽ vào đây này, chốt công an ở trên này. Ông này hôm qua vừa chốt lô 800 tấn à, cứ bảo xuống 800 tấn cửa 800 tấn thép về Bắc Giang. Đang chàng trên đấy đây à. Giờ ông lại quay về công ty của anh ông để làm đấy đúng không? Tôi làm cả hai mà. Vừa làm riêng vừa làm chung mà. Thế thép ống bây giờ bỏ đấy đúng không? Thế ông tôi bán chậm lắm, tôi đếm muốn bán ấy, tiền bỏ ra nhiều quá. Thế ý nó thì ở cột này thì đúng không? Đấy. Đây. Tôi bán cả cột này mà. Cột điện này là nó cái cột điện này nó làm từ cái thép tấm rút ra. Xong cho vào khuôn nó chỉnh hình lại. Thế thôi. Trước tôi buồn này nhiều lắm. Giờ mệt quá. Sang làm xe vốn bỏ ra nó ít. Tôi làm thép đô la cũng mẹ gần tỷ này, bỏ ra đang khót phí quá, đau đầu quá. Chưa kể hàng bị trả về nữa chứ. Phải đi sửa lại mệt đúng không? Mazda gì? Đấy. Corolla. Corolla. Nhưng mà tôi thấy chúng ta hay mua kiểu Honda, kiểu Toyota kiểu nhá.
hết đường rồi. Ok, ai hết. Cái này, không vượt này. À, ok, ok, ok. Đi được mà. Ờ. Đi được mà. Chúng tôi đi được. Bởi vì là... mới, nhau biết. Thường là quốc lộ lớn này thì nó có thôi. Tại vì là cái lối sang đường nó dài quá. Tiếp thế kia. Bắt buộc phải làm này, có xe máy đi. Ông ý chưa giả. Đâu trở lại đấy luôn. Hỏi ông xem ông đâu đang đâu. Ông cứ hỏi đi xem đang đứng ở đâu, chờ đấy. Đứng nơi vì cho khổ. Ờ, anh đâu rồi? Anh ấy thế là ở bên kia đường à? Ok. Em đang đứng quá đoạn đường, nó có một đoạn thôi. Ngay chỗ ngã tư, cái chỗ đường gom ấy. Đúng rồi. Ok anh. Cơm đi. Ông lại qua đây à? Ừ. Đi công công một tức gà anh. Cứ quán cà phê ngồi cho mát mẻ. Cứ đi lúc nào còn về gọi nhá. Ok. Kiếm quán nét nào ngồi anh em ơi. Ô, mình có thấy quán nét nào ở đây ta? Ta nhỉ? Ta đang nghỉ đó. À, không, mình có nhớ một con quán nét ở gần đây mà nhỉ? Nó ở bên phải đường này luôn. Check lại xem sao. Ồ, quay lại rồi anh em ơi. Không phải trong này đó. Bạn đã ghé thăm 10 tháng trước rồi. 10 tháng trước mình đã đến đấy rồi mà. Đâu ta? Ở đây rồi. Đấy, Vinh Nam Minh rồi anh em ơi. Cái thôi thôi. À anh ơi, xem cái tài khoản. Tạo tài khoản à? Rồi. Anh đi nghỉ mới lại một chai nước nữa. Rồi, cảm ơn. Không anh không hút ạ. Anh ngồi đây. À không hút ngồi đây. Bên này phòng. À vâng. Nước gì nhỉ? Trong cái nước lọc của đấy chị ạ. Nước lọc á? Vâng. Nước còn gì ở đây? Ngày quá không phải là tình hợp vỡ chứ. Bè lên nhau mọi người. Úi trời ơi đông xe quá. Đâu rồi?
đứng mua anh em. Ờ, tôi đây rồi. Ông đang đứng ở chỗ cũ à? Chỗ cũ luôn. Ok ok, để tôi ra đang đi ra rồi. Đèn xin đèn đỏ ấy, ông đi ok ok ok. Chưa ai lấy vợ nên là lấy mong bây giờ mọi người lấy xem thì nó đỡ hơn thôi. À, anh em giờ chưa ai lấy vợ thì thôi xong thật đi. Ông ý là còn đi bả đèo ông về à. Đi ô tô mà đèo về chắc thôi thôi về đi. Yếu tố mà đòi dám trở về chịu luôn. Tay cướt rồi. Thôi à, quả lâu dài ác ấy nhờ. Hả? Lâu dài ác ác ấy nhờ. Tình ấy. Quả này chắc thợ đi làm mà chả biết mặt nhau luôn ấy. Ok. Buồn mẹ nhiều quá. Uống nhiều bia thế là buồn. Ok, đi rồi. Tỉnh rồi ấy. Tỉnh rồi à? Về nhà là vừa, tỉnh về nhà là vừa đấy. Về về mặt nó hết đỏ là không sao. Con đỏ là con ăn thử. Đúng không? Con đỏ là ăn thử. Về mà thấy mặt xanh trắng là chắc uống ít rồi đúng không? Anh Vinh rồi. Hả? Ông cứ đi về đi. Ờ. Để có qua ai không? Tôi lấy cái mũ cái. Ờ quên. Cứ về đi nhá. Ok ok. Lo gì? Đây cầm chai nước uống này. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hả? Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đặt AHAMU xem ghép vào cơ nào không anh em ơi. Cái kia đi đủ xăng đấy chứ, hết xăng rồi. Cái kia ở đây có cây xăng nào gần đây chúng ta. Trước kia vua map ở Sơn La này có cửa hàng xăng dầu anh em ạ. À đây, không có được bao nhiêu. À, cái Lạc Long Quân có mà đúng không? Đây. Cho em đầy ạ. Đây 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 ạ. Quản lý nhiều nó tha cho nào trong cái người. Kể sao nhỉ? Thôi chị bảo nó không, đấy là miếng đang rồi.
Chịu 5 cái đéo chẳng được. Rơi tiền anh ơi. Hàng máy. Xem chỗ đấy đủ chưa hay là thiếu của em đấy. 68 thì đúng không? À đúng rồi của em. Là tự anh làm rơi. Anh làm rơi anh em ạ. 68 là 32 đúng không? Sáng qua anh em ơi. Mà đâu nào. Xe A cái nhỉ. Xe là có gì đâu. Thật vừa lớn không biết nhiều xe anh em ạ. Nói chung là ước mơ cũng có một con như thế này anh em ạ. Để trước tiên mình làm ra xe này bánh to nhỉ con nhỉ. Xe này nó chỉ hít ga cái là thôi vượt được. Con xe đi đường đèo tôi chỉ cần lít 2 ga phát người ta vượt mình mấy lần dốc mất. Lại gặp xe con của lối cho anh em luôn. Cái xe là xe ta gặp đi. Đơn về luôn anh em ơi, tôi đi về luôn anh em ơi. Đã nổi được quốc nào, toàn nướng không về nhà ấy, nhưng là mình cũng không nhận. Thôi về nhà thôi, về nghỉ thôi anh em ạ. Đi kiếm cốc chè ăn kìa, nóng này ăn chè ngon mát. Chia sẻ nha. Mọi người có đóng góp ý kiến gì hãy comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.